Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức sau khi được điều chuyển công tác. 13 giờ 45 phút ngày 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải, tân phó tổng giám đốc công ty xây dựng Sài Gòn cho biết đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo nơi ông đang công tác xin từ chức. Sáng ngày 4 tháng 6, ông Hải vừa nhận quyết định điều động bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn. Trao đổi với chúng tôi chiều cùng ngày, ông Hải cho biết đã nộp đơn từ chức và xin không bình luận gì thêm về việc này. Trong đơn, ông Hải trình bày sau khi nhận quyết định điều chuyển về vị trí mới, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo. Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn. Điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân, nên tôi từ chức. Trong lúc đợi quy trình giải quyết chế độ nghỉ về sớm 10 năm theo quy định, tôi sẽ xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương. Tại buổi nhận xét về quyết định điều động bổ nhiệm sáng ngày 4 tháng 6, ông Hải đã bày tỏ nguyện vọng được về công tác tại nơi xa nhất của thành phố là huyện Cần Giờ, có thể làm tại Ủy ban Nhân dân huyện hoặc làm cán bộ mặt trận Tổ quốc huyện nhưng chưa được chấp thuận. Ông Đoàn Ngọc Hải là người trực tiếp thực hiện việc lập lại trật tự lòng lề đường tại quận 1 từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2017. Việc chấm dứt trật tự vỉa hè đã tạo hiệu ứng lan tỏa sang quận huyện của thành phố và một số địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2018, ông Hải nộp đơn xin từ chức. Đến tháng 5 năm 2018, ông Hải lại có đơn gửi lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban dân quận 1 xin rút đơn từ chức trước đó. Lý do ông bày tỏ suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được công vân. Cũng trong ngày 4 tháng 6, trao đổi với báo chí về trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Vĩnh Tuyến cho biết ông Hải là người nhiệt tình, năng nổ. Thành phố Hồ Chí Minh muốn điều động ông về những nơi có thể phát huy sự năng nổ, nhiệt tình và thông qua đó có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị cũng như của thành phố. Trong quá trình công tác, nếu gặp vướng mắc khó khăn, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ, tạo điều kiện để anh em yên tâm công tác. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu ông Hải có nguyện vọng nghỉ theo quy định cấp có thẩm quyền sẽ tiếp nhận đơn, báo cáo lên thành phố để xem xét hướng giải quyết. Ông Tuyến cũng cho biết thêm, ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý nên mọi quyết định liên quan đến ông Hải phải có ý kiến của Thành ủy. Đến đầu giờ chiều ngày 4 tháng 6, thông tin Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn chưa nhận được đơn từ chức của ông Hải. Ban Tổ chức Thành ủy cũng cho biết trong trường hợp nhận được đơn sẽ xử lý theo quy trình. Ông Hải thuộc diện Thành ủy quản lý nên sau khi có ý kiến báo cáo từ đơn vị ông công tác, Ban Tổ chức sẽ có buổi gặp gỡ ông Hải để có hướng tham mưu với lãnh đạo thành phố. Anh đứng đây, nghe đây. Không, chấp nhận. Không, để.
không phải trả lời sao chứ hỏi gì xin hết. Tại sao nó tồn tại ở trung tâm này, tôi không hiểu. Ai, cái này trách nhiệm của ai đó? Không thể thu hết. Cái gì, cái này là cái gì rồi? Giờ mấy ông phải trả lời sao chứ hỏi gì xin hết. Tại sao nó tồn tại ở trung tâm này, tôi không hiểu. Ai, cái này trách nhiệm của ai đó? Không thể thu hết. Cái gì, cái này là cái gì rồi? Phạt xong rồi để đó thì ai phạt được, phạt lần hai lần thì thôi đúng không? Phạt bao nhiêu tiền? Hai trăm ngàn. Thế thôi, tức là tháng nào cũng phạt đấy. Còn 200 mà để đó thì anh muốn làm gì cũng làm đúng không? Thế 10 năm nay rồi, thế có phải công ty cho ai không? Không công ty sao ta để tồn tại 10 năm đó? Anh muốn có phạt cái này không có khó khăn đâu, cái này lợi nhuận của anh rất lớn đó, chứ không có đơn giản đâu. Tôi xin thưa mấy anh là với cái lượng nước đá của anh như thế này mà anh kinh doanh của năm nay là lợi nhuận của anh rất lớn, chứ không đơn giản là ít tiền đâu. Nên việc anh có chứng minh cho ai để anh tồn tại 10 năm không? Không. Sao dưới trung tâm Bến Nghé đẹp này mà anh được tồn tại 10 năm? Cái phường Bến Nghé đẹp này mà được 10 năm tồn tại cái này. Tôi đề nghị anh chung tay với quận 1 của thành phố chấm dứt cái này nha. Chấm dứt ngay lập tức. Bác kể cho anh kể xét để toàn bộ. Chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Không, phải xử phạt anh ngay lập tức. Nhưng mà anh có đền nộp phạt thì không cần phải chế tài. Nhưng mà mai anh đi thì anh có đăng ký kinh doanh đâu, anh có nộp thuế đâu, anh có giấy tờ tùy thân gì đâu. Đó, tự nhiên anh đến một cái trung tâm đô thị đẹp như thế này, anh kinh doanh 10 năm nay ở trên vỉa hè như thế này, mà lãnh đạo từ Bến Nghé 10 năm nay không biết được cái này. Mỗi tháng có 200 ngàn tiền phạt thôi gì, cái đó là phạt cho có, phạt cho vui thôi. Nên tôi đề nghị là chấm dứt ngay lập tức, không ít rồi. Kêu công ích nha. Lên ơi. Không phải gần tôi để tôi chỉ đạo. Vâng ơi. Bây giờ em là lãnh đạo phường, em về đây có mấy năm thôi. Nhưng mà trước đó là 10 năm phải không? Cái này đã tồn tại 10 năm trên địa bàn của Bến Nghé. Ngay một cái ngã tư trung tâm này nha. Trung tâm như thế nào để này nó không được. Giải quyết chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Ngay ngày mai công ích và phường phải phối hợp lát lại vỉa hè. Cái này có hệ thống, toàn bộ thoát nước ở đây là có hệ thống. Vỉa hè mà các anh làm hệ thống thoát nước để cho toàn bộ cái cơ sở nước đá này hoạt động, có một cái quy củ, có một quy mô rõ ràng như thế này. Đây là sự bao che rồi, rõ ràng như thế rồi. Các anh phải chấm dứt ngay lập tức. Các thời kỳ lãnh đạo của anh chị đấy không được, phải chấm dứt ngay. Yeah. Ngay ngày mai phải lát lại vỉa hè. Tất cả cái ống thoát nước này phải bỏ hết. Đó, ở đây không còn tồn tại cái chuyện như thế này nữa. Bây giờ các anh lập thủ tục xử phạt theo quy định xử phạt môi trường của cái nhà tòa nhà này bên kia. Nó cần trương, ngày mai phải trả lại cái vỉa hè.
chấm dứt nhé, tôi nhé. Anh mà khai ra cán bộ nào thì tôi sẽ đề nghị xử lý cán bộ đó. Không ngoài, không phát quận hốt hoài. Tôi nói làm sao hốt hoài được, làm sao 10 năm mà anh tồn tại được ở đây mà không có người nào đồng ý. Phải có đồng chí nào đồng ý thì anh mới được ở đây. Anh còn lập cảm cái hệ thống thoát nước này, hệ thống thoát nước này để cho nước đá nó thoát, đúng không? Thấy chưa? Anh xây đây này, anh thấy chưa? Ai cho phép anh làm trên vỉa hè như thế này? Ai cho? Lập biên bản 10 năm, cần chưa? Hai lập biên bản, tôi cần ông lọc, bởi vì phường lọc ngày mai tôi cần rất khó, có lý do tôi nói nên ông lọc nhé đây, và linh ngành của quận 1 lọc. Đấy ơi, cây như thế này, cây công khai này, lật cái tấm gỗ này lên con, lật cái tấm gỗ lên, lật cái nhanh con. Kinh khủng. Phạt xong rồi để đó thì ai phạt được, phạt lần hai lần thì thôi đúng không? Phạt bao nhiêu tiền? Hai trăm ngàn. Thế thôi, tức là tháng nào cũng phạt đấy. Còn 200 mà để đó thì anh muốn làm gì cũng làm đúng không? Thế 10 năm nay rồi, thế có phải chung chi cho ai không? Không chung chi sao ta để tồn tại 10 năm đó? Anh cũng có phạt cái này không có khó khăn đâu, cái này lợi nhuận của anh rất lớn đó, chứ không có đơn giản đâu. Tôi xin thưa mấy anh là với cái lượng nước đá của anh như thế này mà anh kinh doanh của năm nay là lợi nhuận của anh rất lớn, không đơn giản là ít tiền đâu. Thế việc anh có chung cho ai để anh tồn tại 10 năm không? Không. Sao giữa trung tâm Bến Nghé đẹp này mà anh được tồn tại 10 năm? Giữa một cái phường Bến Nghé đẹp này mà anh được 10 năm, 10 năm tồn tại cái này. Ôi, tôi đề nghị anh chung tay với quận 1 của thành phố chấm dứt cái này nha. Chấm dứt ngay lập tức. Bác kể cho anh kể xét để toàn bộ. Chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Không, phải xử phạt anh ngay lập tức. Nhưng mà anh có đề nộp phạt thì không được phải chế tài. Thế mà mai anh đi thì anh có đăng ký kinh doanh đâu, anh có nộp thuế đâu, anh có giấy tờ tùy thân gì đâu. Đó, tự nhiên anh đến một cái trung tâm đô thị đẹp như thế này, anh kinh doanh 10 năm nay ở trên vỉa hè như thế này, mà lãnh đạo từ Bến Nghé 10 năm nay không biết được cái này. Mỗi tháng có 200 ngàn tiền phạt thôi gì, cái đó là phạt cho có, phạt cho vui thôi. Tôi đề nghị là chấm dứt ngay lập tức, không ít rồi. Kêu công ích nha. Lên ơi. Không phải gần tôi để tôi chỉ đạo. Vâng ơi. Bây giờ em là lãnh đạo phường, em về đây có mấy năm thôi. Nhưng mà trước đó là 10 năm, đúng không? Cái này nó tồn tại 10 năm trên địa bàn của Bến Nghé. Ngay một cái ngã tư trung tâm này nha. Trung tâm như thế nào để này nó không được. Giải quyết chấm dứt ngay trong ngày hôm nay. Ngay ngày mai công ích và phường phải phối hợp lát lại vỉa hè. Cái này có hệ thống, toàn bộ thoát nước ở đây là có hệ thống. Vỉa hè mà các anh làm hệ thống thoát nước để cho toàn bộ cái cơ sở nước đá này hoạt động, có một cái quy củ, có một quy mô rõ ràng như thế này. Đây là sự bao che rồi, rõ ràng như thế rồi. Các anh phải chấm dứt ngay lập tức. Các thời kỳ lãnh đạo của anh thì không được. Phải chấm dứt ngay. Yeah. Ngay ngày mai phải lát lại vỉa hè. Tất cả cái ống thoát nước này phải bỏ hết. Đó, ở đây không còn tồn tại cái chuyện như thế này nữa.
giờ các anh lập thủ tục xử phạt theo quy định, xử phạt môi trường của cái nhà tòa nhà này bên kia. Nó cần trương ngày mai phải trả lại cái vỉa hè. Chấm dứt nhá, thôi nhá. Anh mà khai ra các bộ nào thì tôi sẽ đề nghị xử lý các bộ đó. Không ngoài, không phải tôi nói làm sao hốt hoài được, làm sao 10 năm mà anh tồn tại được ở đây mà không có người nào đồng ý. Phải có đồng chí nào đồng ý thì anh mới được ở đây. Anh còn lập cả một cái hệ thống thoát nước này, hệ thống thoát nước này để cho nước đá nó thoát xuống này, anh thấy chưa? Anh xây đây này, anh thấy chưa? Ai cho phép anh làm trên vỉa hè như thế này? Ai cho? Lập biên bản 10 năm, cần chưa? Ai lập biên bản? Tôi cần ông lập, bởi vì phường lập thế. Ngày mai tôi cần rất khó, có lý do tôi nói. Thế ông lập nhé đây. Và linh ngành của quận 1 lập. Đấy rồi. Cây như thế này, cây công khai này, lật cái tấm gỗ này lên không? Lật cái tấm gỗ lên, lật cái nhanh không? Kinh khủng. Quản lý một cái khu vực trung tâm đẹp như thế này, hòa như thế này, thua. Quản lý như thế là thua rồi. Báo cáo anh. Cái này em tưởng tượng đấy. Em đang quản lý một cái khu vực trung tâm đẹp như thế này, hòa như thế này, thua. Quản lý như thế là thua rồi. Báo cáo anh. Bây giờ xử phạt về vi phạm hành chính.
rác một đống này. Nói ban quản lý xây dựng công trình đến đây khẩn trương dẹp cái này. Đây cái này là phản cảm mà rác một đống cái này không được. Xử phạt đi. Đo diện tích xử phạt đi mẹ. Để bên hết chưa? Rác một đống này. Nói ban quản lý xây dựng công trình đến đây khẩn trương dẹp cái này. Đây cái này là phản cảm mà rác một đống cái này không được. Xử phạt đi. Đo diện tích xử phạt đi em. Có chưa?
khẩn trương cho anh em xử lý anh em phường đông hốt hết nhanh lên phải làm bàn cho hốt cát nhanh lên vậy ạ đang đây cho chú hốt hết không thế hả thôi bỏ lên không đó này đó bây giờ không phải là của em, giống như là người kia bỏ ở đây rồi kia rồi mấy người đi đường người ta cũng bỏ mà ai cũng đem cái này bỏ hết trơn á, nếu mà không thích thì anh là em không cho bỏ nữa, không cho nữa. Đây là một khu vực trung tâm rất đẹp, không thể nào làm gì vâng, vâng, vâng. Chấm dứt nha, vâng, để vô này về nó dơ lắm, chúng tay với mình còn làm cái này không hay là ok rồi, không biết, đúng rồi. Còn nếu mà cố tình nghĩa đang chạy nâng quan điểm lên thì thôi, cái chuyện đó là chuyện của mỗi cá nhân, dạ. Thì anh không có ý kiến gì nhé. Những gì anh đã phát biểu mà hình như báo chí đăng rồi đó, là ý của anh, dạ. Nhé. Nhưng anh không làm sai, không có ám chỉ, anh không xin lỗi. Bởi vì sao? Anh không phải là sử dụng dân của mình đâu. Anh là một phó chủ tịch quận, làm sao anh không hiểu được điều đó? Anh đã được đi học cao cấp chính trị rồi, làm sao mà anh không hiểu được điều đó? Có cái điều là anh vận dụng dừng rú khi mà các tài xế cứ cãi bằng được, cãi ngang bằng được, viện đủ lý do hết. Hơn 8.000 người bị anh phạt 7 tháng nay, hơn 8.000 rồi thì tất nhiên trong đó có 1-2.000 người người ta bực tức và người ta cảm thấy suy nghĩ, người ta nâng quan điểm vân vân, rất là phức tạp. Anh chỉ mong là mọi người chung tay thế thôi, với quận 1.